Hello cho anh em trở lại kênh Mikun Mobile Việt nhé. Hôm nay mình sẽ chơi ác nhân đồ chơi Alistair. Trang phục dường như là đẹp nhất của Alistair với hiệu kỹ năng rất là đẹp. Ngoại hình cũng hơi nhựa nhưng mà chơi được anh em ơi. Tốc biến thả cho 1, chiêu 2 được còn lại để AZKL. Mình đi mid, AZKL đi SP nhé. Nói chung này cũng khá là ok thôi. Bởi vì hai vị tướng này kết hợp với nhau thì khó chịu vô cùng. Đặc biệt Alistair với chiêu cuối của mình khiến cho Floor hay là Nakos không thể múa được anh em ơi. Đấy chân này các bạn muốn khắc chế mấy con tướng ảo diệu hay pick ngay Alistair. Nhưng mà vị tướng này thì anh em chơi hơi fit, hơi phế bởi vì các bạn di chuyển trước ổ. Thành ra là anh em hãy di chuyển cùng với team. Bởi vì chiêu cuối mình khóa tới địch vô thì đồng đội gây đam mới phát huy sức mạnh được. Bây giờ chưa có chiêu cuối thì mình có thể đặt chiêu 1. Chiêu 2 chính chiêu vật của mình là lên bảng các bạn ơi. Đây các combo của cáo của bé Sinetia đấy. Rồi ok, chúng mình sẽ kiểm soát con đồng này. Và team bạn sẽ ăn xê xa. Bởi team bạn ganh lên tốt anh em ơi. Từ từ nha, à là có lắp đây rồi. Chơi. Ôi mình dính chiêu của bạn đưa thuyền rồi. Máy quá anh em ơi, vì thuyền chưa tạo chụp cuối vô bởi vì thuyền chưa úp ở level 4. Bạn đã bị chiếm phút đầu anh em ơi, chơi thôi anh em ơi, thử thắng không lên chứ sao. Sao phải chạy đánh thường anh mà hàng. Rồi, con rồng luôn. Thắng giao tranh rồi anh em ơi. Cái này thì ăn mạng không được nhiều nhưng mà hỗ trợ chắc chắn là rất nhiều luôn. Bởi vì tung chiêu ra, đồng đội gây đam là chính. Và lên đồ của Hector thì bây giờ cái mặt đặc biệt ít nó giảm sức mạnh. Thành ra là Alistair cũng bị yếu đam đi. Và cái này nên đồ semi mới auto khỏe nhé. Anh em đừng chơi đồ full phép. Chơi full phép các bạn sẽ cực kỳ mỏng và dễ fit. Và dù bây giờ cái giày Hermes giúp anh em có thêm chút máu tối đa, nhưng mà vẫn chưa đủ đâu, chưa đủ độ trâu đâu anh em ơi. Cần phải lên đến đồ như mà đặt Beatrice, như sách chi hôn để các bạn trâu bò hơn. Chơi luôn cùng đất cho anh em ơi. Ui, cái chiêu cuối của mình kết hợp với tấn chiêu của AZK thì lựa ung. Ở hiệu kỹ năng mình thấy cũng rất là đẹp anh em nhỉ. Màu xanh xanh. Rồi phong cách đồ chơi. Đấy chừng này anh em ở sổ này mình thấy rất là ok. Ngoại hình thì bình thường nhưng hiệu kỹ năng thì rất đẹp luôn anh em ơi. Rồi lợi thế đang quá nhiều thuộc cho team mình anh em ơi. Cứ thế là chúng ta giành thế trận slowborn thôi. Lacrosse thì không thể múa được trước mặt. Ấy dính chiêu rồi bạn ơi, thế đi lên bảng nha. Ơ kìa, thiếu ram anh em ơi. Ta không đặt trước cuối sớm mà AZK. Đấy chưa hồi chiêu à, không để ý bạn đấy có trước cuối chưa. Nhưng mà đặt trước cuối sớm là lụm rồi. Ở phía dưới là pha đổi mạng giữa HD với nhau. Không sao anh em ơi. Team bạn vang thêm đầu game khỏe thế này mà không ép được team mình thì chắc chắn rồi. Tí ID cân cả bản đồ của anh em nhé. Cáo thì cũng đang khá là khỏe. Cáo này cáo xuyên giáp. Cái chân một nổ đam siêu to khủng lồ. Ây da. Ôi, sao là combo mình? Combo mình là sai nha. À nhiều khi chúng ta ấn trực cuối luôn anh em ơi. Ấn trực cuối luôn thì tóm được dễ hơn, đặc biệt mấy con tướng cơ động có cái chiêu lướt. Mình cẩn thận, mình tối ưu đam, mình đặt chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối. Thì nhiều khi là tớ định chạy mất tiêu anh em ơi, bởi vì chiêu 1 đâu phải lúc nào cũng dễ trúng. Chiêu 1 đặt phạm vi khung và to nhé, đặt để khép góc, đặt để chính giữa mục tiêu thì phải thật chuẩn xác. Chuẩn xác cái là có mạng ngay, đây là combo nhiều đam nhất. 1, 2, 3. Đấy, như kiểu chúng ta đến chiêu thôi. Ok, tiếp theo là mình sẽ lên cái sách chiêu hồn anh em ơi. Lót này, ăn khoái rừng thì mình không có được đâu nha. Sắp có chiêu cuối rồi. Ok, mình dẫn lính xong thì mình sẽ về mid bằng cái cổng di chuyển. Nói chung là có cái cổng di chuyển bây giờ rất là lợi cho các bạn đi mid, đi rừng nha anh em ơi. Thậm chí đi top nữa. Thậm chí AD chạy lên top farm cho mọi người về đường ấn trước cuối luôn. Không có chạy. Rồi lượm. Tập các bạn chơi lạc lót là tập ấn trước cuối luôn. Ghê vậy, ghê vậy.
lao lên luôn thì anh em ơi, nhưng mà lao lên thì không có đường về nữa rồi, thì mình đang có lợi thế rất là lớn này. Hay chơi anh em ơi, nổ đam triple kill cho cáo và rồi cáo lên bàn điểm số rồi, đang quá nhiều lợi thế trong một miếng xanh, trong miếng xanh nếu có nhiều không nhường luôn, hay quá bạn ơi, cảm ơn bạn nha. Ok, dọn sạch đường này anh em ơi, để lính cao lên, sau đó chúng ta đợi Adesa là đợi tiếp. Đang có lợi thế là chúng ta cứ đẩy thôi. Bây giờ combat đi chung là team mình có lợi thế lớn hơn team bạn bởi cái bộ đôi pháp sư nhé. Bởi hai bộ con pháp sư này kết hợp với nhau rất là khó chịu. Càng lên game thì càng khỏe vị trí của Azenka. Rồi, nhưng bạn lên đi. Lên. Rồi. Để tóm chúng bạn Gabua. Rồi bây giờ phải té thôi. Hạn chế dùng trường cuối xích rô mấy cái bạn tanker cho bò anh em ơi. Bởi vì nhiều khi là trong thời gian xích đó thì không đủ tham để kiếm được tên bản số ấy. Ấy à. Ôi tí thì mình đi anh em ơi, chơi game may mắn, chơi game may mắn. Chỉ cần một cực máu xíu xíu. Rồi về chắc cứu nha. Ờ trận này thì team đánh ổn quá. Thành ra là mình cứ lượng team mà chơi thôi, cố gắng bảo toàn cái mạng, không cho team bạn ăn mạng mình. Có cách là đi chung đánh game với team. Đây anh em thấy chưa, con này đâu phải lúc nào chúng ta chơi cùng fit. Các bạn hoàn toàn có thể chơi an toàn bằng cách bên đối thủ, bằng những Skadi là những trang bị giúp các bạn trâu bò hơn. Và bây giờ nhiều anh em cũng có thể chơi với trang bị pháp sư cho Anhector nha. Vừa nhiều máu, vừa rẻ anh em ơi, mới giảm giá sao ý. Rồi rồi, cáo ơi tập trung cáo ơi. Tiền phát hiện ra rồi, cả chiêu liên tục rồi. Chiêu cuối đã ổn nha, Floor hay là Lacrosse đều ăn tóm liền. Chắc bụi. Ôi à, lưu tí bạn ơi, lưu tí, lưu tí, lưu tí. Đấy, mình dính cái chiêu của mình kia. Không được muốn luôn, đã có tới cũng dính chiêu của bạn Azenka, thế là lên bản đánh số rồi, chạy làm sao được. Bùm, đó. Bây giờ cáo cái xí chiêu một vào đầu là có đam anh em ơi. Ok, cứ đẩy cam lên anh em ơi, team bạn không thử đâu. Tầm tay thì mình rất là dài luôn kìa Azenka, thả chiêu lỡ rồi. Ờ, chạy được à. Ảo thiệt anh em ơi, mình cứ tưởng chiêu 2 của Azenka gây đam đốt là điều khiển lên bản đánh số rồi. Anh em thấy chưa, tầm chiêu mình quá xa, quá khó chịu. Chiêu 1 của mình, chiêu 2 của mình kết hợp với chiêu cuối của Azenka, thêm chiêu 1 của Azenka nữa. Team bạn cứu ra là dính trưởng. Mà trâu đến đâu mà dính trước cuối của mình cũng không có thể được chơi game. Đấy là thế trận này thực tế mà đẩy thôi anh em nhé. Ok, mọi người yêu cầu mobile chơi con tướng gì thích nhé, anh em nhớ comment bên dưới nhé. Và chờ click chơi game nhớ lên shop của mình mobile, mình có nhiều chương trình khuyến mãi anh em ơi. Tiền này, trời ơi, này sao mà đỡ được. Cái con tướng chạy bộ mà gặp cái bộ đồ Azenka với Hector thì thôi rồi. Và cơ động gặp thì cũng thôi đời luôn anh em ơi. Ơ bạn chưa cuối tốc biến lên làm gì, chẳng có tác dụng gì hết. Floor thì sao, Floor thì sao, Floor thì sao anh em ơi. Đó, rồi xong, khỏi chơi. Ây da, cẩn thận lạc lát tóm mình anh em nha. Đang sử dụng chưa cuối là lúc mình sơ hở nhất. Tớ định có thể lao vô không đem và chưa vô đó. Cái này các bạn cũng phải giữ vị trí giống như là chúng ta chơi AD anh em ơi. Mặc dù lên đồ cho bò, nhưng mà cứ đứng sau đồng đội mà thả chiêu và ẩn chiêu thôi. Hai đường rồi. Mà có khi là end game trận đấu luôn anh em ơi. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Và nhanh quá nguy hiểm với những con tướng khó chịu vô cùng của game Mobile.